Tử quân thì gửi vô cho nấm tràm. Nấm tràm quân thì mùa này cũng có. Nấm tràm quân thì là một trong những món rất là đặc biệt của vùng quê quân thì. Trong miền Nam thì ở Đồng Nai cũng có. Mùa này cũng có. Rất là ngon thưa quý vị. Kho với chả phù trúc. Chả phù trúc làm xong quấn rong biển, cắt lát ra. Xong rồi mình chiên đi. Chiên đi bình và chiên. Chiên mình để như thế này, mình chiên này. Thì mình sẽ để như thế này chiên. Thì như thế này chiên là nó sẽ bị vỡ ra. Thì như thế này chiên là nó dính lại cái miếng rong biển bên ngoài. Và kho. Kho với dầu hào. Tiền. Chả. Gia vị. Mùi hương. Nó sẽ được thành một cái món chay như thế này. Hấp dẫn chiều tím ơi. Phan Thu Hương. Hấp dẫn không? Mưa giọ ri ăn bánh xèo thịt thịt ỉ à. Đúng rồi. Tân. Biết không, bánh xèo không nhân mà còn la lên cho to cho mọi người nghe nữa hả? Chúc quay phim.
nhấc cái nát không? Tuyến miết bao lâu bây giờ cái khuôn đổi mới ngon đó. Khuôn là khuôn đổi nhức nách luôn. Tuyến bột mới luôn nè. Cái mụ nhỏ mụ mụ 8 mụ gái rồi ra đây kiếm cái lọc nè. Điều Nguyễn Tí Minh bánh xèo. Bánh xèo chiều mưa đó thầy Lực. Dù con có sống tốt đẹp đến thế nào, cũng đừng mong tất cả mọi người đều ghi nhận. Chỉ mong con khi đứng trước những nghịch cảnh vẫn luôn giữ được cho mình một trái tim lương thiện, một tấm lòng nhân hậu, để đi đến hết cuộc đời này.